đời người đẹp hơn. Vâng, xin mời quý khách cùng tổng đoàn chúng ta nhanh chân đi vào đường rước cho ngay ngắn để cho cuộc rước được tôn nghiêm tốt đẹp. Điều hành đồng hương chúng ta, điều hành đồng hương cho đường đều và ngay ngắn. Chào bay hướng tới thánh nhân, người sẽ cứu giúp đỡ nhau. Xin mời văn kèn chúng ta nối đuôi cùng đoàn đi trước kiệu. Đến Chúa chúng ta. Xin mời văn kèn vào sau cùng đoàn đi trước kiệu. Thank you.
xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Ban kim nhạc Hội đồng Hương Giáo xứ An Lạc Giáo phận Thái Bình tại miền Nam xin hân hoan chào đón quý cha, quý khách cùng toàn thể anh chị em đã quy tụ về đây để cùng với ban kim nhạc chúng con hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Martino bổn mạng của ban kim nhạc chúng con. Trọng kính quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hôm nay rất vinh dự cho ban kim nhạc chúng con được sự nhất trí của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Châu Bình và cha chánh xứ cùng quý cha đã tạo điều kiện cho ban kim nhạc chúng con được tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Martino bổn mạng của ban kim nhạc chúng con. Ban kim nhạc Hội đồng Hương chúng con đã quy tụ những người con xa quê thuộc giáo xứ An Lạc giáo phận Thái Bình đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam này như một cách để chúng con giúp đỡ nhau về tinh thần, cùng nhau hỗ trợ trong công việc và đặc biệt nâng đỡ nhau trong đức tin. Chúng con nhận thánh Martino làm bổn mạng của ban kim nhạc để chúng con noi gương thánh nhân trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Trong niềm vui hân hoan mừng kính thánh Martino bổn mạng của ban kim nhạc, chúng con xin trân trọng giới thiệu cha Paranapa Lê An Phong, giám đốc cộng thể cậu thần học Philip G. Nazi Xuân Hiệp. Cha Quý Hương Vinh Sơn Nguyễn Minh Đoan. Cha Du Xe Phạm Văn Thể dòng Đô Bốt Cô. Cha Martino Đỗ Nguyễn Xuân Tiến dòng Đa Minh. Cha Du Xe Nguyễn Hồng Phúc dòng Chúa Kính Thế. Và đặc biệt chúng con xin trân trọng giới thiệu cha Doan Kim Nguyễn Thanh Tùng, cộng đoàn Philip G. Nazi Xuân Hiệp. Xin được chào đón toàn thể quý khách, các vị ân nhân và tất cả anh chị em từ khắp các tỉnh và thành phố đã quy tụ về đây để hiệp hoan niềm vui mừng lễ tạ ơn cùng với ban kim nhạc chúng con. Xin một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào chúc nhau. Và giờ đây, xin cộng đoàn chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật sốt sáng để chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Xin mời ban kim nhạc.
Mời quý cộng đoàn cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Thay mặt quý cha đồng tế, con xin chúc mừng quý anh chị em đang hiện diện nơi đây. Trong thánh lễ này, chúng ta mừng bổn mạng Thánh Martin de Porres, bổn mạng của Ban Kim Nhạc, Đồng Hương, Giáo xứ An Lạc, Giáo phận Thái Bình tại miền Nam. Cảm ơn Chúa đã quy tụ anh chị em và chúng ta lại với nhau nơi đây. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng thánh lễ này. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martino ban cho anh chị em, đặc biệt Ban Kim Nhạc, được nhiều ơn lành. Chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân của mọi người đang hiện diện nơi đây, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Chúng ta xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai giúp đỡ chúng ta. Và trong tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa cho những ai đang đau khổ tìm gặp được sự an ủi. Và chúng ta đoan hứa với Chúa rằng chúng ta cũng sẽ trở nên những người sống vì người nghèo như gương Thánh Martino de Porres. Giờ đây để cho thánh lễ được đẹp lòng Chúa và cho những lời cầu nguyện chúng ta được Chúa thương đón nhận, chúng ta cùng thành tâm sám hối những lỗi lầm đã trót phạm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kêu son. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dần đưa thánh tu sĩ Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hướng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha. Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn? Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời Chúa. Người luôn sống vẹn toàn làm điều thằng ngay, bụng nghĩ sao nói vậy, lưỡi chẳng hề hề điều ngoan. Lạy Chúa, người công chính sẽ được ở trên núi Thánh Ngài. Người chẳng dám gì nhục hoặc làm hại ai, trong kẻ tôn sợ Chúa Trời ghen khinh phường gian manh. Lạy Chúa, người công chính sẽ được ở trên núi Thánh Ngài. Thế chi dấu bị thiên người chẳng đơn sai, chẳng biến ân hối lộ để hai người thăng ngay. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh,
đáng khen, thì xin anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy, ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi cô, lời khen Chúa. Kính thưa cha giám đốc Học viện Thần học VND, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý chức Hội đồng Hương Giáo xứ An Lạc, kính thưa quý cộng đoàn, cũng như đặc biệt là ban kim nhạc rất thân mến. Hôm nay con diễm phúc được chia sẻ lời Chúa, nhưng mà ngắn thôi. Lúc nãy anh Thuyên nhắc con, kêu lát nó khoảng chừng 7 rưỡi là giáo xứ đã trầu thánh thể rồi, nên cha giảng ngắn ngắn thôi, cho nên vì thế thằng không dám giảng dài. Giảng dài sợ mọi người ngủ gật thì chết. Ok. Vậy thì hôm nay con kính xin quý cha, quý cộng đoàn cho phép con được chia sẻ một chút ý tưởng với đặc biệt là ban kim nhạc và cũng như gia đình, vợ hoặc chồng, con cái của ban kim nhạc. Bởi vì sao? Bởi vì con cũng được cha giám đốc cộng đoàn, với là cộng đoàn cũng đồng hành với con qua 3 năm để mà đồng hành với cái nhóm ban kim nhạc của chúng ta. Ngót nghét được 3 năm rồi đấy. Anh em rất thân mến, một điều mà cha muốn hỏi anh em, anh chị em, để có chị nữa. Lý do nào mà ban kim nhạc chúng ta chọn Thánh Martino làm quan thầy bổn mạng? Rồi, ok. Đó là hy sinh, yêu thương, phục vụ. Tuyệt vời. Vậy thì xin cộng đoàn cho ban kim nhạc một tràng pháo tay thật lớn để mừng lễ hôm nay. Bởi vì họ đã nhận ra được điều đó. Nhưng thưa quý cộng đoàn, tại sao ban kim nhạc lại chọn Thánh Martino mà không chọn thánh khác? Mà tại sao Thánh Martino lại sống được cái đời sống khiêm hạ, kiên nhẫn, hiền hòa, rồi yêu thương, phục vụ?
Tại sao? Chúng ta lại quay về một chút nữa. Bởi vì Thánh Martino đó, cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã yêu mến Chúa Giêsu. Đặc biệt cách riêng đó là Chúa Giêsu bí tích thánh thể trong thánh lễ hàng ngày. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đi trên con đường nhân đức mà Thánh Martino muốn họ sống để hướng về cái sự yêu thương phục vụ cho nhà Chúa, cho cộng đoàn. Một điểm mà chúng ta dọi chiếu một chút đó là Thánh Martino đó, khi mà cả nhà dòng á, trong cộng đoàn á, thiếu thức ăn, nói chung là túng bấn lắm rồi, thì nói là thôi giờ mình tìm cha bề trên á, nói rằng thôi giờ coi thử trong nhà có gì quý giá đem bán này, để lấy tiền nuôi anh em trong nhà. Mọi người biết Thánh Martino nói sao? Cha bề trên ơi, để mấy vật dụng đó lại đi, bán con làm nô lệ để lấy tiền nuôi anh em của mình. Từ hình ảnh hy sinh này, có lẽ rằng ban kim nhạc của chúng ta, từ vợ, từ chồng, từ con, họ đã bán tất cả những gì mà họ cảm thấy được rằng là phải để cho chồng của mình, phải để cho vợ của mình yên tâm đi từ 60 cây số, hoặc là đi từ ở bên Cần Giờ chạy qua bên Thủ Đức để mà học mỗi một tuần một buổi hòa kèn. Rõ ràng rằng là họ đang sống trên con đường nhân đức của Thánh Martino. Và đồng thời thấy được rằng anh chị em ban kim nhà của chúng ta dành biết bao nhiêu tâm huyết, và con tin chắc rằng không tránh khỏi những điều phải nói rằng là đôi khi cũng cãi vã trong đời sống vợ chồng, hoặc đôi khi cũng cãi vã ở trong ban kim nhạc của chúng con. Nhưng rồi sao? Điều gì làm cho cái sự tranh luận ấy, cái sự bất đồng ấy nó được hòa giải? Con thiết nghĩ họ đang sống ở trong một mối phúc, đó là mối phúc tình yêu. Bởi vì không có tình yêu thì chắc chắn Thánh Martino sẽ không là thánh.
và không có tình yêu thì chắc chắn trong đời sống của anh em ban kim nhạc của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng vượt qua được những lúc thăng trầm đó. Bởi vì sao? Bởi đôi khi mọi người biết rằng là về nhà bà xã kêu mới về lại đi nữa rồi. Còn ông xã kêu bà ơi, bà ở nhà bà lo cơm nước dùm tôi cái, bà cứ cầm cái kèn mà đi làm cái gì. Quả thật, thấy không? Đó, thấy cái mấy bà cười cười đó, à, mấy ông cũng cười cười đó, à, chắc chắn. Nhưng mà rõ ràng rằng là biết chồng hoặc vợ của mình đang tập luyện để hướng về mục đích đó là, đó là phục vụ cộng đoàn, đó là phục vụ cho hội đồng hương giáo xứ An Lạc của chúng ta. Tuy họ chỉ là một thân phận ở trong giáo xứ An Lạc thôi, nhưng mà họ làm vì điều gì? Vì danh lợi ư? Tiền bạc ư? Không có đâu. Chúng còn sống với nhau 3 năm rồi, à, chúng còn cũng đến thăm nhà từng anh em, tuy chưa hết rồi, bây giờ năm nay hơn 60 cây rồi, 60 gia đình rồi, à, còn mới đi khoảng chừng gần nửa thôi, chưa tới nửa, à, thì đến nó cũng mới thấy được rằng là họ sống tinh thần của Thánh Martino rất là cao, rất là triệt để. Bởi vì thấy chồng của mình cả ngày đi bán sơn, đi bỏ mối, à, tối về sắt kèn đi tập. Nhiều khi thấy chồng của mình cũng mệt mỏi, kêu anh ơi, anh chịu khó đi đi, ở nhà để mẹ con em tự lo được rồi, anh cứ đi đi. Hoặc là vợ ơi, thôi được rồi, để ở nhà anh đón con, rước con cho vợ đi học kèn đi. Đôi khi chúng ta có khi nào suy gẫm rằng là họ ngồi họ cười như vậy nè, trong ngày lễ hôm nay của họ được như vậy, nhưng mà những cái ngày tháng mà họ tập luyện thì chúng ta cảm nhận được điều đó hay không? Hoặc là một người chồng, hoặc người vợ, hoặc người con có cảm thấy được rằng mình đặt cái tình yêu thương đó cho người chồng, người vợ của mình để họ toàn tâm phục vụ cho cộng đoàn nhà Chúa hay không? Chúng ta thôi còn chia sẻ chút xíu vậy thôi, chứ không dài quá thì trên vì thế một vài điểm tí vậy, để chúng ta thấy được rằng là Thánh Martino yêu mến nơi Chúa Giêsu là thầy của mình, và từ đó Ngài đã đem lòng yêu thương những người nghèo khổ hơn. Và anh em trong ban kim nhạc của chúng ta cũng vậy, họ không phải sống cho người nghèo khổ, mà là họ tự nghèo khổ cái tham sân si của mình để mà họ làm giàu cho nhà Chúa, cho cộng đoàn dân Chúa. Đây là một ý nghĩa đích thực mà chính họ đã chọn lựa, chính gia đình của họ đã chọn lựa mà dâng cho Chúa, sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Xin Thánh Martino luôn luôn đồng hành với anh em ban kim nhạc và chúc lành cho từng gia đình của anh em. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện. Cộng đoàn và anh chị em trong ban kim nhạc rất thân mến, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Thánh Martino de Porres một vị thánh có đời sống khiêm nhường và yêu thương. Giờ đây cùng với sự chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Những lời khuyên phúc âm đã được Thánh Martino sống cách trọn vẹn, chúng ta xin Chúa ban ơn cho các vị mục tử là những chủ chân và các tu sĩ trong giáo hội luôn biết sống dấn thân hết tình, hết mình để phục vụ sự Thiên Chúa và tha nhân trong đời sống mục vụ mà Chúa trao phó. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Martino đầy lòng mến Chúa và yêu người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các thành viên trong ban kim nhạc biết học đòi nơi gương thánh bảo trợ, luôn hết lòng mến Chúa và yêu người, được thể hiện qua lối sống khiêm nhường, yêu thương, bác ái phục vụ tha nhân, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Martino khi xưa là vị tông đồ đầy lòng nhiệt thành của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong ban kim nhạc cũng là những tông đồ của Chúa, luôn biết dùng những nốt nhạc được diễn tả qua tiếng kèn trầm bổng để ca tụng tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong giáo hội, Thánh Martino còn được gọi với tên là vị thánh có tấm lòng vàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ này, đặc biệt là bà con giáo dân thuộc đồng hương giáo xứ An Lạc, luôn là những tấm lòng vàng thật sống động ngay chính môi trường sống của mình, để nhờ đó mà nhiều người được đón nhận tin mừng tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời Thánh Martino de Porres chuyển cầu, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban ơn giúp sức để chúng con biết sống thánh thiện và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là quen chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ của tôi tớ Chúa dâng trên bàn thờ để kinh nhớ Thánh Martino. Xin đừng để của cải trần gian trói buộc chúng con, nhưng xin cho chúng con được sung túc vì có Chúa làm gia nghiệp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng. Nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng. Và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Hỡi ơi, hỡi ơi, Chúa là Thiên Chúa càng cao vinh, trời ân thể vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúc cùng đấng Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là
lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức giám mục giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Martino và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các cải chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhường người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhân chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam thù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa như vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
con đi. Vượt qua muôn nỗi hiểm nguy, tình Chúa theo mọi nơi cho niềm vui, cho tiếng cười, cho bờ môi vang lời yêu thương. Tri ân xin Chúa cho qua muôn thế. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh thiêng liêng trong thánh lễ này. Xin giúp chúng con trên đường yêu mến như xưa Chúa đã dìu dắt thánh Martino, và xin Chúa tiếp tục công trình tai tạo Chúa đã thực hiện trong chúng con cho đến ngày Đức Kitô ngự đến, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Sau đây con kính mời quý cha cùng cộng đoàn an tọa, để vì đại diện ban kèn nên có đôi lời cảm ơn, và xin quý anh chị em ban kèn chúng ta đứng. Và sau khi ban phép lành, quý cha ở lại chụp hình lưu niệm với lại anh em ban kèn. Trọng kính quý cha đồng tuế, quý nam nữ tu sĩ, kính thưa cộng đoàn. Trong ngày hân hoan mừng kính thánh Martino, quan thầy bổn mạng của ban kim nhạc chúng con, thay mặt cho anh chị em ban kim nhạc, con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý cha, vì sự quan tâm yêu thương đã đến đây dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em chúng con. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Martino ban tràn đầy thánh ân và phước lành trên quý cha. Chúng con xin tri ân
cha chánh xứ Gioan Bosco, cha phó Benedetto, hội đồng phục vụ, ban ca đoàn cùng cộng đoàn giáo xứ Châu Bình đã tạo mọi điều kiện cho chúng con có thánh lễ hôm nay trong sự sốt sáng và trang nghiêm. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn ban hội đồng phục vụ giáo xứ An Lạc, quý vị đại diện các giáo xứ, giáo họ, quý công ty, ban truyền thông, ban trống quê hương, anh chị em tôn giáo bạn vì tình huynh đệ hiệp thông sâu xa đã luôn đồng hành cộng tác hỗ trợ, đặc biệt trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay được mọi sự thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách xa gần và quý ân nhân. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng nhiệt thành, sự quan tâm quý vị dành cho anh chị em trong ban kim nhạc. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn hạnh phúc, bình an và thăng tiến. Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới gia đình và những người bạn đời của các anh em thành viên trong ban kim nhạc đã hy sinh gánh vác công việc, gia đình, kích lệ, động viên để anh chị em có động lực luyện tập và phục vụ nhà Chúa tốt hơn. Cách riêng, chúng con xin chân thành tri ân cha Doan Kim Nguyễn Thanh Tùng, dù bận rộn với công việc của tỉnh dòng Đô Mút Cô và trách nhiệm với gần 300 em tu sinh, nhưng vì lòng nhiệt huyết, tận tình của một người thầy, cha đã luôn đồng hành tận tình dạy dỗ chúng con từ những ngày mới thành lập. Xin Chúa ban cho cha luôn dồi dào sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong đời tận hiến. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ, giúp cho chúng con luôn đoàn kết cộng tác và noi gương thánh bổn mạng Martino, phục vụ trong bác ái, khiêm nhường và hy sinh. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh nhân ban muôn vân phàn phúc cho trên quý cha và cộng đoàn. Trong khi tổ chức thánh lễ, chúng con không tránh khỏi thiếu sót. Vì tình yêu thương, xin quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng quý vị thông cảm bỏ qua cho chúng con. Sau thánh lễ, chúng con xin mời quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách trở về Hoa Viên Giáo xứ Châu Bình tham dự buổi tiệc chung vui và cùng với anh chị em chúng con. Thay cho mọi lời kính chúc tốt đẹp, chúng con xin dâng lên quý cha bó hoa tươi, xin trọn tình cảm của anh chị em chúng con, xin quý cha vui nhận. Xin cầu đoàn cho một tràng pháo tay ạ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, con xin thay mặt cho quý cha cùng dân lễ hôm nay một lần nữa chúc mừng ban kim nhạc. Ước chi tiếng lời ca, tiếng hát, cuộc đời và cả những nốt nhạc của anh chị em luôn luôn tươi vui, luôn luôn chất chứa tâm tình tạ ơn Chúa. Và trong đời sống phục vụ, xin Chúa chúc lành cho anh chị em được thêm nhiều niềm vui, được sức khỏe và đặc biệt biết xây dựng từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội những mối tương quan đẹp mà Chúa luôn luôn hướng đến và chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em và xin Chúa luôn luôn gìn giữ anh chị em trong tình yêu. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa đi quyền toàn năng, tình yêu Chúa đã biết chi bao nhiêu. Cha ở lại chụp hình cho anh em linh nghiệm. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Những ơn lưu cầu làm cho đời tươi đẹp hơn. Thank you.